tiến hành mình dân ép kính con Note 9 ép nguyên con không thả máy. Đầu tiên mình sẽ cắt một cái thì bóng này, một đầu dính này, một đầu không dính. Đây, đầu này nó dính đấy, nó dính thì mình cho xuống dưới. Cẩn thận chọc xuống cái giấy đen ở dưới nha mọi người nhé. Đây mình sẽ cho ra phần này, phần cổ cáp nó sẽ ra phần này cách một sợi tăm nha, đừng cho sát vào là nó sẽ bị sọc. Đây cái này cũng thế, bên dính nó không dính. Đây bên này không dính. Cắm hơi sâu vào nhé. Đấy mọi người để nhớ là để bằng đầu tăm nha, hai bên này. Đấy thì nó sẽ không bị sao, nếu mà để sát quá là nó bị sọc màng. Cũng nguy hiểm nha. Nhớ là mình cắt phần cao su đấy nhé. Mình nhớ là vệ sinh sạch sẽ này. Sau đó mình cho cái khung này nóng lên độ tầm 80 độ. Nhờ khi mình quay mình dẫn này thì mình nói luôn không cho lên nhiệt, bởi vì cho lên nhiệt lại mất thời gian. Mình nói để anh em biết là để làm cho nó đẹp nhất có thể. Mình sẽ dùng cái loại keo này không cần tép. Đây, tép nó sẽ dính liền luôn này thì tỷ lệ kéo ở phần góc này sẽ không có. Đấy, thì nó sẽ không ngọt. Nếu mà mình sẽ dùng không tép thì mình sẽ phải dùng tép rất mỏng ở đây và phải có cái kỹ thuật thì không bị bọt ở góc này. Cách vào keo thì mình sẽ quay video riêng cách vào keo. Vào keo nó phải có kỹ thuật vào keo thì mới không hồi được. Để bật lên nó chín đấy, bật lên để ép nó chín này. Cái này càng kỹ bao nhiêu thì mình càng thành công bao nhiêu. Ai mà ẩu thì được 10 con chết 1 con bằng nhau. Nên là cái gì cẩn thận từng chi tiết một thì là mình sẽ thành công 100%. Càng kỹ bao nhiêu thì tỷ lệ màn càng đẹp bao nhiêu. Công nghệ mới nhất 2019. Kính thì mình phải giữ hai đầu nhé. Đó, hai đầu đây để sao cho khi mình đặt vào cân bằng. Ok, rất cần nhé. Cân này thì mình ép khá đẹp luôn. Cần phải ép dính rồi em. Cái này nữa, mình ép dính đấy. Dính để cho nó giữ cân bằng. Okay.
mình dùng cái ép của lớp 9, đây là lớp 9. Lớp 9. Phần trên. Nhớ là đẹp ở cái đầu nhé. Chuẩn nó rất cao đây, 49 cho bạn tập. Cái này mình hút lâu và mình ép. Đây là em soi thông số kỹ thuật cho mọi người xem. Cái này mình 120. Trả giá luôn bằng tiền. Khi ép xong mà rất đẹp như mọi người nhé. Thank you.
thì vẫn đẹp là đẹp, ví dụ mình đi về thành phố là đẹp, ví dụ về phá được mất tiền thì không có đấy, không có được đấy, không cần gì, không cần gì nữa là hết rồi nhé. Và chấm đấy rất đẹp, góc cạnh không cần gì nào luôn. Gửi ra gửi và xe bốc công một người đi ra lấy hàng, có hàng rồi không đóng hồn được nữa, rất đẹp nha. Anh ngồi nè, quan để rút ra để xem, cẩn thận nha. Có cái gì nữa? Con này mình cho lỏng lên thì tỷ lệ đẹp là tuyệt đối luôn. Ok, này đây là giải pháp hoàn hảo nhất. Thế thì mình cho lên để gấp cho một tí nữa đây. Đây tỷ bọt này gấp là hết. Ok nha mọi người nhé, rất tuyệt. Em hôm nay em phải kiểm tra, không có bé kia nó cũng đã lẫn lộn, nó lúc nay em phải kiểm tra, không có phương giá. Con này đẹp này không? Nói chung là thấy một lúc nào ok nhưng mà nhá, đây sẽ sạch rồi. Đấy, sẽ bắt đầu từ thôi là mai con sẽ có đi được con này không biết. Không cần không có tí nào luôn. Độ khi thì tuyệt vời đấy. Thôi nói lắm rồi. Rất ok. Để mà bóc ra lỏng thì không thể đẹp được như này. Quá hoàn hảo luôn. Đấy, đi theo cái hộp cao su. Vẫn đẹp hay không? Các bạn nên theo mua bộ này. Ép mà rất đẹp. Các cậu cháu bạn, đây là giải pháp tối ưu của nốt chỉ, nốt line.